Come on. Quay lên đi, nhảy luôn, nhảy luôn. Quay bánh đâu? Quay luôn. Quay bánh chanh luôn. Trời ơi, mình hết rồi, mình đâu có sợ nữa. Yeah. No. Không. Không, trời ơi, quay quay hết luôn. Yeah, quay đầu luôn. Quay nát luôn. Quay nát luôn. Trời ơi. Rồi. Nè, chuyện hả? Cũng ai có chừng bảy cái đầu đã 80 triệu. Quay quay bánh đâu? Thôi. Rồi. Nè, sen múa nè. Sen múa nè. Rồi, Lan. Trường. Lan. Em đang làm gì? Lê Quyên xin kính chào quý vị. Hôm nay Lê Quyên có cái số. Lan. Cái gì? Cái gì? Quay bánh đòn đúng không? Đúng không? Ai? Gom dẹp. Ivy. Bây giờ. Trời ơi. Má bệ hạ đây nè má. Cái gì? Nghi Xuân Tấn Lực đi. Nghi Xuân Tấn Lực. Ha ha ha. Tụi có mấy cái tuồng đó nha má ơi. Được. Mày đóng trong vai Nghi Xuân. Nghi Xuân. Cút qua. Đúng rồi, mày là ma là giỏi. Qua. Rồi. Chị mày... đóng vai mẹ ghẻ. Mẹ. Thôi mẹ ghẻ không hợp đâu. Mẹ ghẻ là Ái Liên. Ái Liên. Chưa. Không, không. Tại vì bây giờ nè. Ái Liên trong vai mẹ ghẻ. Lan ra đây. Cái gì? Là đây. Rồi. Quý vị ơi, quý vị có biết là cái tuồng mà Nghi Xuân Tấn Lực không quý vị? Phạm Công Khúc qua á. Quý vị thấy mà thích cái tuồng đó, quý vị chù vỗ tay lớn là tụi em đóng quý vị. Rồi, thôi Lan ra đây. Không có ma miết gì hết đây là đây. Lan. Rồi, ngày hôm nay Lan sẽ đóng trong vai Tấn Lực. Tâm Thảo đóng trong vai Nghi Xuân. Còn Ái Liên đóng trong vai mẹ ghẻ. Còn tao sẽ đóng trong vai đạo diễn Phạm Công. Ý quên Cúc Hoa. Mẹ. Mẹ bên đây nè má. Mẹ. Cúc Hoa là mẹ của hai người. Thôi bây giờ đi vô đi, đi vô. Câu chuyện như sau. Ngày hôm đó bà mẹ ghẻ mới kêu hai người con Cúc Hoa và Nghi Xuân đâu hết rồi. Gác cánh già cánh dịch để ta chuẩn bị đi đánh bài tứ sắc. Mẹ ghẻ kêu Cúc Hoa là kêu bà ra làm chi vậy? Mẹ ghẻ kêu Nghi Xuân vậy? Tấn Lực. Quên má quên. Rồi vô vô. Nghi Xuân Tấn Lực đâu rồi? Dạ. Yeah. Nghi Xuân Tấn Lực. Ủa đó nghe nè. Nghi là... Xuân Tấn Lực chứ không phải Tấn Lực. Tôi lại gì? Tôi lại gì? Tấn Lực. Tấn Lực. Là con trai hả? Là con trai. Ôi, chán ghê. Nghi Xuân Tấn Lực đâu rồi? Dạ. Yeah. Ra đây ta bị. Dạ. Yeah. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Dì ơi, dì gọi chị em con. Dạ gì? Nghi Xuân mạnh mẽ lên. Tấn Lực người mạnh mẽ lên. Mày là con trai. Ôi, ngày xưa cũng vậy mà. Tấn Lực. Dạ. Mẹ mày đẻ ra là con trai mà. Sao mà ổng ẹo vậy? Chị ơi, chị đừng có đánh em con. Chị ơi, tao không đánh nó hả? Con đau. Mày bước qua đây. Dạ. Thằng đó bước qua đây. Thằng nào? Mày đó. Kêu Mỹ Ái đi. Mày đổi tên lực rồi. Của mày, cha mẹ mày đặt cho mày không đẹp hả? Mày đổi Mỹ Ái. Mỹ Ái hả? Mẹ ơi, con là con ruột mẹ, hai đứa này là con ghẻ của mẹ. Mẹ đừng có đánh em như vậy. Chứ sao con? Mẹ đánh như vậy lỡ mà cha về, cha thấy mẹ đánh em như vậy là cha ghét mẹ lắm. Chứ mẹ phải làm sao? Mẹ. Mẹ đừng có đánh em. Dì ơi, dì đừng có đánh em con. Dì ơi. Im. Dạ. Mày tên gì? Quên mẹ rồi, tên gì quên rồi. Tấn Lực. À, Tấn Lực. À, gì á, không được. Rồi, lúc rồi, này có ơi. Một ông bà lão ăn mày bước ngang. Trời ơi, trời. Rồi, bà lão ăn mày xoay qua, gặp người mẹ và người con. Nói một từ ác quá. Ác quá. Rồi, đi vô hết vai. Rồi đánh tiếp. Tao nói mày sao? Ở nhà ha, trong ruộng, trong đất, trong heo, trong bò. Mày không mày ơi, vậy ơi. Vậy ơi. Quay đi, quay đi. Từ từ đi, con nhỏ chị tao đã mất tiêu rồi, tự nhiên để tao bị quýnh mình hoài vậy má. Rồi lúc này người chị mới ra ôm người em. Mày lấy cái mi đó luôn, tao làm diễn viên. Tấn Lực. Em bị đánh đau không? Em bị đánh có đau không Tấn Lực? Mẹ ơi mẹ. Dì ơi. Đừng, dì ơi dì đừng đánh ra Tấn Lực nữa. Dì ơi dì đừng có đánh Tấn Lực nữa dì ơi. Tao mắc gì phải nghe lời mày. Tao mắc gì phải nghe lời mày. Đi vô chổng nấu cơm. Đi vô chổng nấu cơm. Dạ. Ok, ok dì. Ok, ủa gì dì hồi xưa là gì ok má? Thì mày nói đi tao, ok dì. Ok dì. Rồi ok, em ở đây cố gắng nha. Em ở đây cố gắng nha. Chị vô.
Ok. Chị ơi, tới giờ con đi chăn trâu rồi. Tao không có cần chăn trâu, mày ở đây cho tao. Về ơi, sao vậy về? Mới đánh nó một cái. Mới đánh một cái, xạ một cái. Trời ơi, lúc này bà lão ăn xin ra ngoài xuất hiện. Rồi đợt này, bà lão ăn xin nhìn người mẹ và người con, lắc đầu ba lần, đi vô hết giày. Trời má này đi hết giờ của người ta luôn hết chứ hết giày mẹ gì. Lúc này người Tấn Lực mới năn nỉ. Dì ơi dì, sao dì anh hạ có hoài vậy? Dì ơi dì, sao dì anh hạ có hoài vậy? Tao mắc gì phải nuông chiều tụi mày? Tao mắc gì phải nuông chiều tụi mày? Rồi lúc này ông hàng xóm xuất hiện. Trời, có ông hàng xóm nữa. Ông hàng xóm. Rồi chị, sao chị tàn ác quá vậy? Chị, sao chị tàn ác quá vậy? Lúc này bà dì ghẻ mới nóng đánh luôn ông hàng xóm. Trời, chạy vỗ tay của dì ơi. Trời ơi, lúc này dì ơi, dì ác quá. Dì nói đi. Dì má. Nói đi, dì ơi, dì ác quá. Dì ơi. Nói. Dì ơi, dì ác quá. Đánh ba cái. Mới có hai cái. Rồi lúc này có ba cô gái xuất hiện. Ba cô gái xuất hiện, đứng đây và nhìn người dì ghẻ mới nói lên một từ: bà này ác thiệt. Nói đồng đều, 1, 2, 3. Bà dì đè ba đứa cô gái đánh luôn. Rồi lúc này Cúc Hoa xuất hiện. Là bà đó. Tao Cúc Hoa đây nè. Con ơi, cho eco lên, cho eco lên, ma ma mà, cho eco lên cái mi này. Alo. Alo. Con ơi, con ơi, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Lúc này bà dì mới nói: bà là ai? Bà là ai? Tôi là Cúc Hoa. Tôi là Cúc Hoa. Bà này tao rất là ghét ma. Tao rất là ghét ma. Dì ma đừng mày á. Rồi hết tuần cho chàng vỗ tay của dì ơi. Uổng Lan đâu rồi? Uổng Lan đâu rồi? Hết tuần rồi chị Lan ơi. Lan ơi, hết tuần rồi Xuân ơi. Lan ơi, hết rồi. Lan hết rồi. Lan nhận giải huy chương vàng hả? Đó, nhận giải huy chương vàng cho Lan chàng đồ đồ phòng, chàng vỗ tay lớn lên quý vị. Dạ, mời đạo diễn vô luôn, mời đạo diễn vô luôn. Rồi thôi thôi, không cần nhận đâu, đạo diễn không cần nhận đâu. Thôi đạo diễn, đi lên đi nè. Thôi đạo diễn, đạo diễn giải đâu bà nội ơi. Giải mai vàng, giải mai vàng nè, thiệt chứ bộ. Mai vàng thiệt không? Đạo diễn Nguyễn Chí Hùng đi ba cấp thi và hai nhân vật chính U Mi Lan và Úc Bạch Khải bước lên nhận giải. Vỗ tay lên quý vị. Dạ, một tràng vỗ tay thật lớn. Ban tổ chức Trần Giao Huy Su Su có đề nghị là ba người sẽ lãnh được một giải đặc biệt trong buổi tối hôm nay, đó là ốp 3 tháng. Ê, nói nghe nè, mày ra mày đọc hai lần ốp không à? Ôi, chết. Ê, mẹ. Khoan. Lan, vô đây. Chết mẹ, cái khung cảnh hồi nãy là người gì đánh con rồi xong quay lại. Ê, nói nghe nè, lỡ ốp rồi phải không? Ốp rồi. Quậy luôn. Quậy bánh đồ luôn. Trời luôn. Mở nhạc lên, quậy bánh đồ. Trời. Yeah. Come on. Quậy lên đi, nhảy luôn, ra đây nhảy luôn. Quậy bánh đồ. Quậy luôn. Quậy bánh chanh luôn. Trời ơi, mình ốp rồi, mình đâu có sợ nữa. Yeah. No. Không. Đây. Không, trời ơi. Quậy, quậy hết luôn. Luôn. Yeah, quậy, luôn. Quậy nát luôn. Quậy nát luôn. Trộn. Rồi. Nè, diễn hả Cúc Hoa nè. Ê, coi chừng bể cái đòn đền 180 triệu. Quậy, quậy bánh đòn. Cúc Hoa nè. Rồi. Nè, sen múa nè. Sen múa. Sao? Nè. Rồi, Lan. Trường. Lan. Em đang làm gì? Lệ Quyên xin kính chào quý vị. Hôm nay Lệ Quyên có cái số. Lan. À, cái gì? Cái gì? Quậy bánh đòn đúng không? Đúng rồi. Gom dẹp. Cái gì? Tao sẽ không theo phe mày. Lẹ lên.
Nhanh. Ai liền, bạn này không chịu dẹp đồ. Rồi, mày dẹp đi, tụi tao xổ số cho. Tao lãnh trách nhiệm đó. Mày nghĩ mày quậy. Ai liền ơi, bạn này dẹp đồ lâu quá à. Đi, mày vô dẹp. Bắt đầu vô số. Dẹp đi má, mới quậy banh đòn đi, cái gì? Nè, lần này lần cuối con chơi với mấy má nha. Ủa? Từ đây về sau là không có cửa đâu mấy má. Trời, chắc ở đây cần. Rồi. Ở đây chơi mình được.